Bà bầu uống nước chanh trong thai kỳ là một cách hiệu quả để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Chanh vừa là các loại nước uống giúp mẹ thoải mái với vị chua nhẹ và thanh, vừa giúp cung cấp các chất cần thiết cho cả mẹ và thai nhi. Chanh đi cùng với những lợi ích dinh dưỡng đáng kinh ngạc và khả năng giảm bớt chứng buồn nôn vào buổi sáng. Mẹ bầu được khuyến khích nên đưa thực phẩm này vào chế độ ăn uống khi mang thai bởi những lý do sau. 1. Điều trị các chứng bệnh thường gặp vào buổi sáng. Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào cho thấy chanh có thể giảm bớt buồn nôn, một triệu chứng liên quan đến bệnh ốm nghén trong 3 tháng đầu trong thai kỳ. Tuy nhiên, chanh sẽ giúp điều hòa lượng mật thừa và giải đờm tích tụ trong đường tiêu hóa, sau đó ngăn ngừa tắc nghẽn. Nó cũng được cho là hoạt động như một chất làm sạch miệng. Trong trường hợp bạn dùng chanh nhưng chứng buồn nôn vẫn không thuyên giảm, thì gặp bác sĩ là phương pháp tốt nhất lúc này. 2. Cân bằng độ pH cho cơ thể phụ nữ mang thai. Nước chanh giúp cân bằng độ pH trong cơ thể và giúp cơ thể đạt được độ kiềm tốt nhất vì trong chanh có chất axit tự nhiên. Phạm vi pH điển hình của máu người có tính chất kiềm hơi cao là từ 7,3 đến 7,4. Bà bầu uống nước chanh không những duy trì nồng độ kiềm trong cơ thể ở mức phù hợp mà còn có lợi cho bào thai trong quá trình phát triển. pH có trong máu cũng là một dấu hiệu oxy sẵn có cho các tế bào. Các tế bào oxy này rất cần thiết cho bào thai trong quá trình phát triển. 3. Giảm sưng phù chân. Chân sưng phù hay còn gọi là phù nề là hiện tượng phổ biến ở phụ nữ có thai. Nó khiến các mẹ cảm thấy đau và cơn đau này thì chẳng tốt tí nào. Để điều trị tình trạng này, bạn có thể uống một thìa nước chanh với nước ấm. Nó làm giảm đau và giúp làm giảm phù nề đến mức thấp nhất có thể. 4. Điều trị táo bón. Táo bón là một vấn đề mà các mẹ thường gặp trong suốt quá trình mang thai. Việc uống một ly nước chanh mỗi ngày giúp ngăn ngừa táo bón khi mang thai. Chanh làm kích thích gan và tăng sự vận động, do đó kích thích ruột loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể. 5. Tăng cường sức đề kháng. Nước chanh giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm lạnh thông thường, cúm và một số loại sốt. Hàm lượng vitamin C phong phú trong chanh giúp cải thiện cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể bạn, giúp chống lại vi khuẩn và virus. 6. Tốt cho xương và sức khỏe của bé. Nước chanh là một nguồn thực phẩm giàu magie và canxi, giúp cải thiện sức khỏe và sự phát triển xương. Nó cung cấp các khoáng chất cho thai nhi của bạn. Bà bầu uống nước chanh còn bổ sung kali, giúp nuôi dưỡng các tế bào não và thần kinh. Đồng thời, các dưỡng chất trong chanh giúp hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Mặc dù có rất nhiều lợi ích, nhưng các mẹ bầu cũng cần lưu ý một số vấn đề khi uống nước chanh. Hạn chế uống nước chanh khi đang gặp phải các vấn đề về dạ dày. Tính chất chua của chanh có thể ảnh hưởng đến men răng của bạn. Do đó, sau khi uống nước chanh, bạn nên súc miệng và rửa sạch khoang miệng để giảm các vấn đề nha khoa. Tốt hơn là thêm nước chanh vào nước ấm thay vì nước sôi, vì giá trị dinh dưỡng của chanh bị giảm bớt nếu dùng với nước sôi.